Thưa quý vị, sáng nay tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện hiện tượng sương mù dày đặc. Hầu hết các tuyến đường đều bị bao phủ sương mù trắng xóa, việc lưu thông gặp khó khăn do tầm nhìn bị hạn chế. Tuy nhiên, vài giờ đồng hồ sau đó thì tình trạng này bắt đầu giảm dần. Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Long An, đây là dạng sương mù bức xạ xuất hiện khi độ ẩm trong không khí tăng cao do có mưa từ hôm trước. Theo dự báo của cơ quan này thì tình trạng này sẽ ít xuất hiện hơn trong vài ngày tới. Trở lại với phần dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai ở khu vực Nam Bộ và địa bàn tỉnh Long An. Thưa quý vị, dự báo từ Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Long An cho biết, trên địa bàn toàn tỉnh đêm nay có mưa vài nơi, ngày mai trời nắng gián đoạn. Đến chiều tối mai tiếp tục có mưa rào và dông, có nơi mưa vừa. Trong mưa dông, quý vị cần đề phòng có các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất trên địa bàn tỉnh là từ 30 đến 32 độ và thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Độ ẩm trung bình từ 85 đến 95%, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Tiếp theo là phần dự báo mực nước cho ngày mai 23 tháng 7 trên địa bàn tỉnh Long An. Ở khu vực phía Bắc của tỉnh, mực nước ở đây lên do nước đổ về và mưa tại chỗ. Tại trạm Mộc Quá, mực nước dự báo vào ngày mai là 0,89m, tại trạm Tân Hưng là 1,37m, riêng trạm Vĩnh Hưng, mực nước được dự báo là 1,36m. Ở trạm Hưng Điền B, mực nước đo được là 1,71m và 1,26m là mực nước tại trạm Vĩnh Đại. Trong khi đó, ở khu vực phía Nam, mực nước ở đây xuống theo triều. Trong ngày mai sẽ có hai lần xuất hiện đỉnh triều trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 13 giờ và 23 giờ đến 1 giờ. Theo đó, tại trạm Tân An, mực nước dự báo ngày mai là 1,04m và trạm Bình Lức là 1,10m. Đỉnh triều ở hai trạm này đều xuất hiện trong thời gian từ 11 giờ đến 13 giờ. Xin chuyển sang thời tiết khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Long An dự báo trong 24 giờ tới, khu vực Nam Bộ chịu ảnh hưởng chính bởi gió mùa Tây Nam có cường độ yếu đến trung bình, rãnh áp thấp qua khu vực Nam Trung Bộ hoạt động yếu, trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục qua phía Bắc của Bắc Bộ lấn Tây, sau có cường độ ổn định. Sau đây là phần dự báo chi tiết cho khu vực Nam Bộ tại miền Đông Nam Bộ. Ngày mai khu vực này trời nắng gián đoạn, đêm nay và chiều tối mai sẽ có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa vừa mưa to. Trong cơn dông, quý vị cần đề phòng có sét, gió giật mạnh và lốc xoáy. Nhiệt độ thấp nhất khu vực là từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 33 độ, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Đối với miền Tây Nam Bộ, ngày mai khu vực này trời nắng gián đoạn, trong đêm nay và chiều tối mai sẽ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa vừa mưa to. Quý vị cũng nên đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ thấp nhất ở đây là từ 25 đến 27 độ và cao nhất từ 30 đến 32 độ, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Cuối bản tin là phần dự báo nhiệt độ một số thành phố lớn trong cả nước. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.